anh thêm kề với. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em giấu trong lòng, ngày ngần em đến đó nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Dự án có chuyện gì hay không? Ủa? Phải có chuyện gì thì em mới tìm anh được hả? Ngoài công việc ra anh không muốn gặp em hả? À không, ý anh không phải vậy. Ừ. Anh Khôi, em mới biết được một chỗ bán cái karaoke hay lắm. Không gian rất là đẹp luôn á. Nhìn mặt anh, em đoán ra đang nghĩ gì luôn nè. Em nói thử xem. Thì anh đang nghĩ là anh có một cô bạn thanh mai trúc mã tâm lý như em thì đúng là không uổng tiếc cho cuộc đời đẹp trai của anh đúng không? Em thì biết làm cho người ta vui. Em rất giống một người. Giống ai vậy? Rất giống. Người đó cũng hay làm cho anh cười. Bạn gái anh hả? Ừ. Ủa? Sao tự nhiên nhắc tới bạn gái cái mặt anh yếu xìu vậy? Mối quan hệ của tụi anh không được gia đình chấp nhận. Em nghĩ là nếu như mà bác Kim không chấp nhận thì cũng có lý do gì đó. Còn về tình yêu á, nếu như mà không được gia đình ủng hộ thì sẽ rất là bất hạnh về sau đó. Anh không nghĩ một người hiện đại như em sống bên nước ngoài lâu năm cũng có suy nghĩ như vậy à? Nhất định anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình, bởi vì anh yêu cô ấy rất nhiều. Em chỉ muốn an ủi anh thôi. À, chiều qua tiệm cái với em nha. Em nghĩ là anh sẽ rất là thích luôn á. Chiều nay anh có việc rồi. Xin lỗi em. Anh thấy rất rõ ràng là em thích người ta. Tại sao em không dám nói? Chuyện này có liên quan gì tới anh chứ? Tùy em. Nhưng mà đàn ông luôn luôn là cái bọn tham lam, nhưng lúc nào cũng sợ trách nhiệm hết. Em mà nắm rõ được điều đó, em mà hiểu được điều đó thì sẽ nắm giữ được trái tim của đàn ông. Hey. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Hầu! Hầu! Ủa? Ủa sao vậy? Sao vậy? Hả? Hầu vẫn chơi vui mà, làm gì buồn vậy? Không vui thì buồn. Nhưng mà buồn chuyện gì?
Không biết rồi, tôi nói rồi, tôi đã cảnh báo ngay từ đầu rồi. Trời ơi là trời, mấy người trên mạng đừng có tin, phải tìm hiểu rõ ràng hẳn tin. Còn đa phần á là toàn lừa đảo không. Hên là tôi cảnh báo trước á, chứ không là bây giờ không biết làm sao luôn. Thì tôi biết vậy nhưng mà tôi vẫn buồn. Sao buồn? Tôi tưởng là một bước cái tôi lên tôi làm phụng hoàng lửa, ai nghe giờ tôi nằm trong đống lửa nên buồn. Trời đất ơi là trời, có cái gì đâu mà buồn. Thì không thành phụng hoàng lửa thì cũng còn có tôi mà. Ít nhất tôi cũng là bạch mã hoàng tử của bà đúng không? Ông là bạch mã hoàng tử của tôi hả? Bà nhìn đi, cũng giống chứ bộ. Cũng giống, nhưng mà tôi thấy giống cốc chữa hơn. Sao bà nói chuyện lúc nào bà cũng phỉ báng mà chê bai chứ gì à? Tôi không phải là hoàng tử bạch mã, nhưng ít nhất tôi vẫn là còn con trai. Tôi mệt quá, tôi đi vô tôi làm công chuyện tiếp đây cho tôi đỡ buồn. Cua hoài, cua không dính. Cảm ơn anh đã qua đây phụ em cho mấy bé đó, cho chung bể nha. Không có anh á, em không biết làm sao luôn. Mày. Anh để em. Chú thấy mấy bạn cá này có đẹp không? Đẹp giống con. Chú có biết là con thích cái gì nhất không? Con thích chú. Anh Khôi. Em có nấu đồ ăn tối nha. Anh ngồi xuống đây ăn với em nha. Anh chỉ muốn hỏi là em xài mùi nước hoa gì mà thơm quá. Bữa nay em đâu có xài nước hoa gì đâu. Ngồi xuống đây nè. Anh ăn đi. Anh ở đây ăn hết rồi hãy về nha. Được không? Em là người bạn dễ thương nhất của anh. Cảm ơn em. Nè anh Khôi. Anh Khôi. Thank you.
Ủa, Như à? Dạ, con đang lấy rau mà bà. Dạ ba. Sáng nay mọi người đi đâu hết rồi? Dạ cậu mở hai đi công chuyện từ sáng sớm rồi. Rồi cậu ba? Cậu ba đâu có về. Đi đâu mà nó không về? Con nghe anh Ninh nói là cậu ba nói đi với cô Thiên Ý, thành ra kêu anh Ninh đừng có rước. Ừ, như vậy thì tốt rồi. Dạ. Sao sáng nay bà thấy mặt con buồn buồn, có chuyện gì vậy? Dạ buồn. Mà chuyện gì? Thất tình đó bà ơi. Thất tình nữa hả? Dạ mà lần này sâu sắc lắm. Ủa lần nào cũng sâu sắc hết bà con? Dạ bởi thì nói ông bà mình có câu hay lắm bà ơi. Hường nhan bạc phận. Ừ à. Con nghĩ vậy là con nghĩ bậy vậy đó. Nhiều người họ cứ nghĩ là họ bạc phận là do họ có hồng nhan. Nhưng mà con nhìn lại con đi. Ủa bà nói vậy là con không có gì hả? Thôi bây giờ bà cố gắng, bà khen cho con đẹp một cái, cho con cảm thấy con hường nhan chút đi. Bà khen không có được. À vậy thôi con đành chịu bạc phận rồi. Ừ. Dạ. Để bà ăn ngon nha. À, dạ thôi bà ăn. Trời ơi, mình đã gây ra chuyện gì rồi? Anh dậy rồi hả? Em có chuẩn bị đồ cho anh nè. Anh tắm xong rồi ra ăn sáng nha. Đồ em mua cũng vừa quá ha. Ăn sáng đi anh. Ừ, cảm ơn em. Ừ. Anh sao vậy? Ngồi đi. Ừ, tối hôm qua anh... Thật sự anh không nhớ gì hết. Anh... Anh xin lỗi em. Anh... Anh sao? Ý em muốn sao? Ý em muốn ăn sáng. Vậy là tối qua không... Em không phải là kiểu phụ nữ lên giường với ai là bắt người đó phải cưới mình đâu. Mặc dù anh là người đàn ông đầu tiên của em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi hoài là trễ giờ đi làm đó. Ăn sáng đi. Anh làm được. Bớt còn chút xíu đi. Nè. Gì? Tối nay á, phòng mình đi ăn một bữa thiệt là hoành tráng nha. Tôi đã đặt được bàn của trong bữa tiệc cua rồi. Ê, đã vậy? Ê, khoan khoan, đây dịp gì mà đi ăn? Trời, dịp đặc biệt chứ. Đây là dịp để cho anh Tính thực hiện lời hứa của mình, đúng không? Anh Tính nói rồi đó, lãnh lương một cái là anh Tính sẽ dẫn cả phòng đi ăn như tiệc ra mắt. Đúng chưa? Ok. Với lại á, ông biết sao không? Lâu rồi tôi không được ăn uống thoải mái. Thôi, ông không biết đó thôi, cái thời gian ông đi công tác hả? Phòng mình á, vắng quê hả? Được 2-3 nhân viên vô mà làm chừng hả? 1 phút 30 giây cũng đi hết trơn rồi. Tại vì người ta đâu có chịu nổi áp lực đâu. Do...
Do áp lực phòng mình nặng quá mà lượng công việc thì lại cao, chỉ có những người có sự kiên trì như ông với lại anh Tính mới có thể làm được thôi. Chính vì vậy hôm nay là dịp chào mừng ông trở lại và là tiệc ra mắt của anh Tính. Hai người hãy bao chầu này đi nha. Biết vậy tôi xin đi công tác luôn. Ủa gì ông giỏi á thì sao không xin nghỉ luôn đi, mắc gì xin đi công tác chi sức keo kiệt. Thôi tôi giỡn á, trời tôi bao. Ok. Trời ơi, tôi biết mà, ông đồng của tôi rất là sớm một. Bộ ông tính làm việc hả? Thì làm. Bây giờ chào mọi người. Hello Thiên Nhi. Có người đang vui. Em lúc nào mà không vui? Về chuyện tình yêu hay tình cảm hay là tâm lý của đàn ông, anh sẽ luôn chỉ em miễn phí. Thường thì cái gì miễn phí á là hàng kém chất lượng. Kém chất lượng như vậy mà cũng có người nghe theo và làm theo. Hình như còn sáng nay tâm trạng không được tốt cho lắm thì phải. Mình thật tệ. Tại sao mình lại hành động như vậy chứ? Mình thật có lỗi với Ngân mà. Tôi đang suy nghĩ cách không biết sao nói được với mẹ nữa. Bà nên nói đi, tại vì sớm muộn gì mẹ bà cũng biết thôi hả. Tôi thấy lời nói dối còn dễ hơn là lời nói thật á. Ê, mà chuyện này nha, phải nói trực tiếp, chứ mà nếu nói qua điện thoại tôi thấy không có hay đâu. Cầm Nghi, đừng có gì cũng cầm hết trơn á. Anh nên từ bỏ Ngân đi. Anh có quyền gì? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ theo đuổi Ngân tới cùng. Anh đang khiêu khích tôi hả? Tôi xin anh á, đừng có làm khổ Ngân nữa. Tôi nói cho anh biết, anh không đủ tư cách xen vào chuyện giữa tôi và Ngân. Được, anh cứ chờ mà xem. Đàn ông gì mà da như đĩa. Con trai mà để tóc cà dựng thứ ghét. Gặp ông là rối đội hình. Ngân! Anh Nam, làm khủng điên gì vậy? Ủa, hai đứa cùng làm công ty mà sao tao nhờ làm thấy con về à, rồi còn Khôi đâu? Dạ, chắc là anh Khôi đi gặp khách hàng á bác. Bác nghĩ á là con mà làm trợ lý cho thằng Khôi á thì tốt hơn hai đứa cùng nhau hỗ trợ. Từ từ đi bác, để con quen việc đã. Uống nước đi con. Dạ. Thưa mẹ, con mới về. Ủa? Anh Khôi. Sao về trễ vậy con? Chắc là anh đi gặp khách hàng á bác. Vậy hả? Em tới luôn chưa?
Em cũng mới tới thôi. Em có đem đồ cho anh nè. Sao đồ của con lại ở nhà Thiên Ý? Không lẽ hai đứa... Dạ, không phải như bác nghĩ đâu. Tại vì hôm trước á, con lỡ làm đổ rượu vang lên đồ của anh Khôi, cho nên là con giữ lại con giặt giùm ảnh. Là cái hôm mà thằng Khôi không về nhà đó hả? Dạ phải. Dạ, tại vì hôm đó con thấy anh Khôi say quá, cho nên là con nói ảnh ở lại nhà con ngủ luôn. Trời đất ơi, rồi con có xin lỗi Thiên Ý chưa? Nè, Thiên Ý á, là con nhà đàng hoàng nha. Lỡ mà có ai biết được có một người đàn ông lạ ngủ ở nhà Thiên Ý như vậy á, là mang tiếng lắm đó con. Dạ con biết rồi. Thôi hai đứa nói chuyện nha, mẹ lên phòng trước nha. Cảm ơn em đã không nói cho mẹ em biết. Anh yên tâm đi, em có thích anh thật, nhưng mà em muốn anh đến với em vì tình yêu, chứ không phải là bị ép buộc. Thiên Ý á, là cành già lá ngọc, đừng có làm tổn thương hay làm điều gì có lỗi cho Thiên Ý nghe chưa? Mẹ biết được là mẹ không tha cho con đâu. Đang ngăn mà mẹ nói chuyện gì đâu không? Nó mà làm điều gì có lỗi á, phải nói cho bác, nghe chưa? Xin giới thiệu với mọi người, đây là vườn rau được trồng với mô hình organic, cho nên chúng ta cứ thoải mái chúng ta tham quan ha. Mẹ à, con nghĩ mình nên đi chỗ khác. Ở đây chỉ có rau thôi, có gì đâu mà tham quan. Mẹ, tại sao con lại ở đây?